Xin chào các bạn đã đến với Tinh Tế, mình là Huyền Vân. Hôm nay mình sẽ trên tay và chia sẻ đến với các bạn một chiếc lò hấp nướng chiên không dầu của Panasonic đang ở đây. Và nó có mã hiệu là NUSC180BIUE. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu video để xem chiếc lò này có thể làm được những gì nhé. Đầu tiên nói về mặt thiết kế tổng thể của chiếc lò hấp nướng chiên không dầu đến từ Panasonic, có thiết kế khá là vuông vức và thiết kế này cũng khá là gọn gàng. Chúng ta có thể đặt nó ở trong gian bếp của gia đình hoặc là có thể thiết kế âm tủ cũng gọn gàng luôn trong quá trình chúng ta sử dụng. Và theo mình thấy thì nó thiết kế khá là đơn giản cũng như là hiện đại, phù hợp với nhiều không gian khác nhau của các gia đình. Nói về các chi tiết và các phần thì ở mặt trước đây sẽ là một cái phần cửa, và phần cửa này ngoài cái việc tay vịn ha thì sẽ còn tích hợp luôn cả bảng đèn LED nè, cũng như là các nút bấm vật lý. Đối với bảng đèn LED thì sẽ thể hiện các thông số, các chỉ số, ví dụ như là về thời gian, về nhiệt độ, về trọng lượng những thực phẩm chúng ta đặt trong chiếc lò này, đồng thời cùng với đó là nhiều những chỉ số khác để tiện theo dõi trong quá trình mà chúng ta nấu nướng với chiếc lò. Còn bên đây là các phím bấm vật lý lần lượt ha, thì ở đây là phím để cho chúng ta có thể bấm dừng lại quá trình nấu nướng hoặc là reset lại chế độ. Hai nút này là hai nút để chúng ta có thể thao tác lựa chọn các menu hoặc là lựa chọn các option chọn khi mà nó xuất hiện ở trên màn hình này. Rồi ở bên cuối cùng đây là cái phím để chúng ta bắt đầu cái quá trình nấu với chiếc lò này. Còn ở trên đây sẽ là một mặt kính cường lực và chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấu vào trong để xem cái quá trình chính của thực phẩm khi mà đang đặt và đang nấu ở trong chiếc lò. Kế đến nữa, phía trên có những đường rãnh, đây là nơi thoát khí trong quá trình nấu nướng. Ở đây ở phía bên dưới chúng ta có thể kéo ra được, đây là một cái khay chứa nước và chúng ta sẽ mở cái nút này ra để đổ nước vào trong cái khay màu trắng này. Dung tích tối đa có thể chứa được nước ở trong khay là 800ml. Bởi vì là hấp nướng chiên không dầu thì sử dụng hơi nước để làm nóng, để làm chín cái thực phẩm, cho nên là chúng ta phải cần có một cái khay nước như thế này đây. Đó là thiết kế ở bên ngoài. Còn khi mà chúng ta mở cái cửa kính này ra, ở đây thì chúng ta sẽ có hai ngăn để chúng ta có thể đặt và chứa thực phẩm ở trong đây trong quá trình mà chúng ta chế biến. Và cái dung tích của cái lồng chứa này sẽ là 20 lít. Tiếp đến về tính năng, chiếc lò này ngoài việc có thể nướng như là những chiếc lò nướng thông thường khác thì ngay từ ban đầu mình cũng đã giới thiệu đây là một chiếc lò hấp và chiên không dầu, cùng với đó là có thêm những chức năng khác nữa. Đầu tiên, cái công nghệ làm nóng của chiếc lò này đó chính là làm nóng bằng hơi nước. Cái này thì lúc nãy mình đã có giới thiệu là vì sao mà ở bên dưới chiếc lò này nó có cái khay là như vậy. Rồi thứ hai nữa đó chính là sử dụng công nghệ đối lưu, tức là các hơi nóng được tạo ra sẽ đối lưu và luân chuyển ở bên trong chiếc lò để làm chín bề mặt trên, bề mặt dưới của thực phẩm mà chúng ta sẽ không có cần phải đảo hay là phải trở mà nó vẫn chín đều. Nói riêng về các chức năng mà chiếc lò này có được á, thì đầu tiên là sẽ hấp nè. Hấp thì sẽ có hai chế độ là hấp nhiệt độ thấp. Hấp nhiệt độ thấp thì sẽ phù hợp với việc là chúng ta sẽ hấp trứng hoặc là hấp tôm. Rồi thời gian tối đa mà chúng ta hấp thấp là 30 phút. Và hấp thông thường thì chúng ta sẽ hấp các loại như là thịt cá hay là hấp bánh. Thì cái thời gian tối đa để chúng ta hấp như vậy là 60 phút, với nhiệt độ nó sẽ cao hơn. Cộng với việc là ngăn chứa nước ở trong khay á, là tối đa 800ml, cho nên là chúng ta sẽ chỉ để nước một lần cho quá trình hấp thôi, chúng ta không có cần phải thêm nước vào cái lúc hấp nữa, cho nên là nó sẽ tiện lợi hơn cho quá trình chúng ta hấp cá, hấp thịt hay là hấp các thực phẩm ở trong lò. Cái đến là tính năng hầm, thì chiếc lò này cung cấp một cái chế độ đó chính là nấu chậm ở nhiệt độ thấp để cho cái thực phẩm nó có một cái khoảng thời gian mà nó chín nhừ mà vẫn giữ được cái chất dinh dưỡng khi mà chúng ta hầm thực phẩm. Đối với những ai thích làm bánh thì chiếc lò này cũng có một chế độ gọi là chế độ lên men, với hai option là ở 30 độ C để giúp cho bột nở ra trong quá trình mà chúng ta làm các loại bánh nào mà cần bột nở. Rồi cái chế độ thứ hai đó chính là chúng ta có thể lựa chọn 40 độ C để chúng ta làm sữa chua ăn ở trong gia đình. Đối với chiên không dầu thì cái dãy nhiệt độ mà chiếc lò cung cấp là từ 100 độ C cho tới 230 độ C. Kết hợp với công nghệ đối lưu nữa thì như vậy là thực phẩm sẽ được chín đều, giòn và hạn chế được dầu mỡ trong quá trình nấu nướng.
Và cuối cùng là một tính năng rất là tiện lợi cũng như là không mất nhiều thời gian để chúng ta setup, đó chính là có sẵn một cái menu tự động. Ở trên đây có dán menu nè. Thì đối với các món ăn sẽ có 18 công thức món ăn khác nhau. Ở đây á, thì chúng ta chỉ cần lựa chọn vào cái menu tự động, rồi lựa chọn cái số thứ tự phù hợp với những cái món ăn mà mình đang nấu. Và như vậy là chiếc máy nó sẽ tự động set, chúng ta không có phải set giờ hay là set các chế độ nữa. Cùng với cái menu nấu thì cũng có luôn 6 cái menu để cho chúng ta lựa chọn việc vệ sinh công cụ cũng như là vệ sinh chiếc máy này cho nó sạch sẽ và an toàn trong quá trình chúng ta sử dụng. Ở trên đây có dán sẵn khi các bạn có thể tham khảo. Ngoài ra, khi mở hộp chiếc máy này thì sẽ có sẵn ở trong đó là sách hướng dẫn sử dụng nè, để cho chúng ta biết cách điều khiển những cái nút này như thế nào, lựa chọn menu như thế nào cho hợp lý. Và một cuốn sách nữa đó chính là một cái menu với nhiều những công thức nấu ăn khác nhau phù hợp với chiếc lò hấp nướng chiên không dầu của Panasonic. Ở đó thì các bạn có thể mở ra để tham khảo trước trong quá trình chúng ta sử dụng. Còn bây giờ thì mình sẽ thực hiện một vài món ăn với chiếc lò này để các bạn có một cái nhìn tổng quan và rõ ràng hơn. Đầu tiên thì mình sẽ mở cái ngăn chứa nước này ra. Có hai phương án để mà mình đổ nước vào, hoặc là mình mở ở đây, hoặc là mình mở luôn cái nắp này ra. Ở đây cái ly của mình không có cái phễu cho nên là mình sẽ đổ thẳng vô đây cho nó dễ. Đổ thôi, tối đa 800ml thì ở đây đã có một cái vạch để báo hiệu cho mình biết rồi. Theo thì mình sẽ đậy nắp lại. Rồi, sau khi đậy nắp lại thì mình sẽ cho cái khay này vào lại trong cái ngăn. Đó, đúng vị trí của nó là khớp như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ khởi động nó lên và chọn các chế độ. Ở đây khi mà mình bỏ há cảo vào thì mình sẽ chọn cái chế độ phù hợp với cái món mà mình lựa chọn. Mình sẽ bấm qua lại giữa hai nút này để di chuyển giữa các chế độ mà mình muốn nấu này. Ví dụ như ở đây cái bảng chớp chớp này nó đang là chiên không dầu ha. Ở đây có hai chế độ hấp như mình đã nói lúc ban nãy, thì đây là steam flow nè, tức là hấp với nhiệt độ thấp. Còn bên đây là hấp thông thường. Thì với món há cảo này mình sẽ lựa chọn là hấp nhiệt độ thấp. Ngoài ra thì ở phía dưới đây các bạn thấy có steam convection nè. Thì ở đây không phải là chế độ hấp, các bạn lưu ý nha. Chế độ này là chế độ nướng kết hợp với hơi nước. Thì nó sẽ phù hợp với những cái món nướng nào, ví dụ như là nướng bánh nè, để nó bớt khô và mềm hơn. Rồi, ở đây thì mình sẽ lựa chọn chế độ hấp ha. Xong rồi, lựa chọn xong chế độ thì mình bấm start. Rồi, sau đó thì mình sẽ lựa chọn thời gian. Ví dụ ở đây thì mình sẽ lựa chọn tầm 18 phút đi, mình thích số 18 này. Ok, rồi mình sẽ bấm tạt. Đó, cái vòng xoay xoay và thời gian đếm ngược, tức là quá trình hấp đang bắt đầu. Với mình thì đây là một chiếc lò có thiết kế gọn gàng, đơn giản, phù hợp với không gian bếp hiện đại. Nhiều tính năng phục vụ cho việc nấu nướng, từ nướng, chiên không dầu cho tới hấp, hầm và lên men, làm bánh, v.v. Tiếp theo nữa đó chính là sự tiện lợi. Chỉ cần sơ chế trước món ăn, bỏ vào lò, bấm nút, thời gian còn lại thì có thể làm nhiều công việc khác nhau. Với mình thì có thể gõ vài bài trên tinh tế, khi nào chín thì lò sẽ thông báo. Tóm lại, gọn gàng, hiện đại, đa năng và dễ sử dụng là những gì mình muốn nói đến chiếc lò này. Dành cho những bạn nào quan tâm thì chiếc lò này có mức giá là 11.410.000 đồng. Và có những cái đường link tham khảo mình để sẵn ở phần mô tả của video cũng như là ở cuối bài viết của mình. Các bạn vào đó để tham khảo thêm về chiếc lò cũng như là có những cái phần giảm giá thì các bạn cũng tiện tham khảo ở trong đó luôn. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, mình đi ăn đây.